trưởng Bộ Giao thông Vận tải xử nghiêm trường hợp gây nhũng nhiễu, ảnh hưởng tiến độ giải ngân. Sáng nay, ngày 11 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chủ trì hội nghị đánh giá sơ kết công tác 9 tháng đầu năm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá 9 tháng đầu năm, dù thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, song ngành giao thông vận tải đã ghi nhận được nhiều kết quả tích cực. Mặc dù vậy, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm của Bộ còn rất nặng nề với 40% khối lượng giải ngân vốn đầu công còn lại, hoàn thiện tổng kết các luật chuyên ngành để trình cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc còn tồn đọng. Với các dự án đang triển khai thi công, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp tháo gỡ vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, bãi đổ thải, vật liệu, hỗ trợ các nhà thầu trong thủ tục nghiệm thu, thanh toán, ngăn chặn những trường hợp gây nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục giải ngân. Trước đó, báo cáo tại hội nghị, ông Bùi Quang Thái, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư cho biết, tính đến hết tháng 9 năm 2023, giá trị giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải đã đạt 58.000 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm. Với sự nỗ lực của toàn ngành giao thông vận tải, trong 9 tháng đầu năm, 13 dự án giao thông lớn đã được khởi công và 11 dự án giao thông đã được đưa vào khai thác theo đúng tiến độ yêu cầu. Bộ trưởng chỉ đạo, Cục Quản lý chuyên ngành kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện gắn với tiến độ giải ngân, đặc biệt quan tâm đến chất lượng công trình, vị trí nào có dấu hiệu bất thường, lập tức kiểm tra để có phương án xử lý kịp thời.